là quá nhiều người yêu đúng không ạ? Dạ rồi, chắc chắn là như vậy đấy. No. Bước xuống phố lang thang thêm lướt qua nhẹ nhàng, vóc dáng khiến anh hoang mang, trái tim đã yêu vội vàng. Đông sáng rồi mà lòng anh đây vẫn cứ mãi đơn côi. Nếu như đến nay em vẫn còn dang dở lòng đi, hãy để cho anh được che chở em đi. Mặc dù bề ngoài anh thật đẹp biết bao, dấu yêu mong làm sao, tình yêu đã đến đánh thức con tim mù mê. Vào ngày thật vô dối, mỗi khi em yêu hơn rồi là ngày đêm. Và đám bạn dân thường hay nói với nhau, bất kỳ người nào không biết trân trọng để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn thì mãi mãi họ cũng sẽ không bao giờ có lại được cơ hội đó. Đây cũng là hình phạt mà họ phải gánh chịu cho việc đã làm, thấy đúng không? Thò vậy? Cậu làm người yêu tới nha. Ủa mắc mớ gì? À, tớ không bao giờ xin nhanh. Tại sao? Tại tớ không quen qua đường.
đôi chia cả hạt vàng. Lạnh môi tay khẽ xuống từng đêm một mình, vì như bóng mình giờ em nghĩ đến.